Nằm rắm nè. Người thấy không? Ôi wow. Có này có sấy máy sấy. Hi, Đôi Chân Thép xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã ghé thăm kênh Đôi Chân Thép Vlog của mình. Thì hôm nay cũng trở lại sang ông mọi người. Thì bữa có bữa không, bữa có ông thì mình cũng quay cho mọi người xem, quay chào đã cái bắt không có xóa clip luôn, không có video đăng lên cho mọi người xem. Và hôm nay cũng như thường ngày cũng tiếp tục đi sang ông mọi người. Thì mình cũng vừa đi tới rừng để xem mình lội nãy giờ cái chẳng hay mọi người chui che gai chứ gì, quá trời quá đất cũng chưa thấy ổ nào mọi người. Hôm nay trời nắng đẹp á nên mình tranh thủ mình đi sớm á để mình coi ông nó vô ra nó dễ hơn. Thì đi nãy giờ cũng chưa có ổ nào hết mọi người, hy vọng là chút xíu đi có những cái ổ to to đẹp đẹp rồi mình quay cho mọi người cùng xem nha. Cái điểm này cũng lâu rồi mình cũng không đi, không biết mật nó như thế nào rồi. Rồi mình cũng mà mọi người cùng mình trải nghiệm sang ông coi hôm nay thành quả như thế nào nha mọi người. Mọi người xem video mọi người nhớ ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực mình làm ra nhiều video hơn cho tất cả mọi người cùng xem nha mọi người. Mọi người ơi, sau nãy giờ mình đứng bên đó đó mọi người, thì mình cũng qua vừa qua đây. Một loại nãy giờ mình cũng thấy được ổ ngay ngoài trống rồi mọi người. Ổ mình thấy tròn lắm mà không biết mật như thế nào. Mình đứng dòm thử không có thấy có. Có vô ra nè mọi người. Mà ít lắm. Vô ra thưa lắm kỳ không biết. Bữa giờ không kỹ là mình bỏ sót ổ liền. Cứ mình dòm từ từ mới được. Chứ nãy giờ mình đi nhanh quá. Cục mật thấy nồng không biết mật nó như thế nào. Ui nó trắng hết rồi mọi người ơi, mực đẹp lắm. Ủa, đúng là nù luôn mọi người. Mình bắt ong là gần gần 20 năm rồi mọi người. Mà chưa năm nào mà như năm nay. Trời ơi cũng mực nù. Mọi người biết sao không? Là từ xưa giờ tự nhiên bây giờ ha, mùa nay mà ong nó nù mọi người. Mực ghê thiệt, mực cũng bể ổ luôn nha. Chứ thực tế là mùa mưa này cục mực nó làm dài dài thon thon thôi chứ không có nù đâu. Nó không có đất mực luôn năm nay, ổ nó cũng già nè mọi người. Mà không có đất luôn. Và nó hiếm ong, đợt rồi bắt có, đợt này nói chung là nó rậm á mọi người, mình khó tìm quá. Những cái điểm mà rậm rậm á mình đâu có đi được, như gặp suối đồ. Giờ quá rậm mà mình lủi không có thấy ong đâu. Mà hôm nay cũng có thời tiết nó áp thấp nhiệt đới bão đó mọi người. Thấp đồ mình đi đâu được đâu. Mà ong vẫn mà có mực bình thường luôn. Chưa có ong nào đặc năng luôn. Chết luôn. Mình cũng có đem cơm theo mọi người. Làm gì làm chứ phải có được cơm ăn chứ. Đi không có cơm là đi không nổi luôn. Quay cho mọi người xem ổ rồi chứ nãy giờ quảng cáo cơm đồ không. Mọi người thấy không? Rồi cục mực quá đã cục mực rồi. Cũng hơi gốc chân nè mọi người nè, nãy giờ mình mới thấy coi kỹ lại nó hơi gốc chân mà cục mực quá nặng nè, hơi gốc chân ống rồi. Hai ba ống rồi nè mọi người đó. Thì tiết đẹp và nắng nắng cả này thì có thể nó vô mực lại, còn mưa bão nữa chắc nó gốc hết á. Mình nghĩ là cũng gốc cũng hơi lâu á chứ mực quá nhiều mà. Ổ đầu tiên trong ngày hôm nay cho mọi người. Tính ra cũng may mắn. Buổi sáng mực cũng nồng. Rồi bây giờ mình vô ổ này rồi tiếp tục tranh thủ mình đi nha mọi người. Người trời còn nắng. Đây. Giờ tự nhiên trời nè. Trời ổng âm u tới mọi người. Âm u tới. Mình đâu có thấy ông nhiễu ông gì đâu. Mà ông ở đây nó sót ở nằm trong rậm á mọi người. Nãy mình mới lũi dưới kia. Mình vừa vô cái mình dẹt cái lụm gan cái cho nguyên ổ ông vú bò chà bá lửa mọi người ơi. Nó ủi vô mặt mình hên, mình cắm đầu mình cúi đầu mình chạy. Trời chạy muốn chết. Ôi, trời rậm khó bắt mấy chỗ này quá, trời tối tối khó bắt mấy chỗ rậm rậm này quá mọi người. Mình qua đây nè mọi người. Mình qua đây mình hỏi mọi người đây. Đây con ổ chà bá trong này nè. Mà giờ sao mà thấy ông nhiễu được. Trong này nè. Đó, không thấy một con vô ra luôn mà ông chà bá, ổ chà bá luôn mọi người. Đó, sao mà thấy quân vô ra. Giờ chỉ lũi càng lũi đại
nó cũng vô ra mà mình khó thấy lắm mọi người ơi. Nó cái thế này mình dòm nó khó, nằm sát đất ổ già mọi người, ổ nó cũng dài lắm. Mình đuổi hên xui, may mắn đừng có gặp cái ổ ông vú bò nãy. Trời ơi, nó quýnh đau lắm mọi người. Trời ơi, ổ chập bá lửa luôn, nằm rậm nè mọi người thấy không. Ôi ổ ông coi không hả. Ôi ôi mọi người, ổ ông chập bá lửa luôn, nằm đi mà không thấy ông vô ra luôn. Đó. Trời bá luôn, mà cùng mà cõm nhau mà mọi người. Ở này còn xây máy xây trời bá lửa luôn mọi người thấy không. Tàng này không phải tàng sáu, tàng già à, tàng cũng vừa vừa non non chứ không phải là ổ già. Ông nằm ở dưới thì mình cho nó nằm ở dưới luôn đó, gác lên vậy thôi. Ủa ổ này ha mọi người ha, ổ này ổ mới chứ đất rồi nó sắp lại cục mặt nầu như ổ nãy thôi chứ. Ổ này hai xị luôn đã thiệt, nhọn trà bá lửa luôn à, cục mặt hơi nhỏ thì mình gác tạm vô điên tăng nữa, mình ngồi nghỉ cái mình vô nha mọi người. Rồi tiếp tục đi nha. Rồi mọi người tiếp tục, trong bụi trái gai này mình thấy được thêm tổ mọi người. Mùa này nó đóng trong chai gai thì nhưng mà nó đóng đọt đọt bì bì á mọi người. Ổ này mình thấy cũng được lắm mà không biết cục mực như thế nào thôi, tại nó nằm rậm mà nó đóng bì ở ngoài á mọi người. Mọi người có thấy không biết đó, người thấy không, cục đen đen nè đó, mình kêu cái cây tre khô đó, cục đen đen đó. Ổ này nó cũng hơi khó bắt chút mọi người. Rồi giờ bây giờ mình cắt xong mình quay cái thành quả cho mọi người xem thôi, chứ ổ này trong bụi chai gai mình khó lấy điện thoại quay trực tiếp cho mọi người xem lắm nha mọi người. Mọi người chờ mình chút để mình bắt xong mình quay cái thành quả ổ này như thế nào cho mọi người cùng xem nha. Đây mọi người, mình cũng vừa cắt xuống, ổ này hơi khó lấy mà ổ này ổ mực full nữa dắt rồi rất cùng mình kéo vô mới được á mọi người. Nó nằm đọt nó cũng khó bắt lắm, tiếc cục mực quá mọi người. Ổ này cũng cả xị mực á mọi người, quá đẹp đó, mọi người thấy không, mực tay chân luôn. Rồi bây giờ mình bỏ vô nha mọi người, tiếp tục đi nha. Ôi, chạy mực quá mọi người. Đây, mình mới bắt được thêm tổ nữa mọi người ơi. Nãy là mình quay thôi mà quay rốt cuộc quên bấm máy luôn mọi người, mình tính không quay luôn, tự nhiên quay đã nói đã cái bây giờ đem ra tự nhiên chưa bấm máy mọi người. Giờ cũng quay thì không quay được lúc bắt thì quay được cái thành quả cũng được. Ổ nó ổ già mọi người, ổ già nó cũng có gốc chân mấy mấy ống ở dưới này nè, thấy không, còn ở dưới ở trên này thì đầy mọi người. Ổ nó cũng được nửa xị. Trời ơi, hầm giờ này cái ông hầm mọi người hầm chịu không nổi luôn. Rồi giờ tiếp tục đi nha mọi người, bỏ ổ này vô cái mình đi luôn. Trời bắt đầu âm u, mưa mưa rồi mọi người. Sáng giờ đi phê quá mọi người, điểm là điểm thứ hai rồi. À, được có mấy ổ, ba xị mật mọi người. Bốn ổ, bốn ổ này mình cân được ký rưỡi mọi người, là chừng ba xị mật á. Một ký rưỡi là dắt được cả ba xì, tại vì hai ký là bắt được một lít đó mọi người, lít luôn hơn lít á, thì theo cái lượng mật thì điểm ong nó vô mật đó mọi người. Nhưng mùa này là mình canh được hai lít nè, à hai ký một lít nè, hơn lít nè, thì cái này ký rưỡi khoảng ba xì mọi người. Giờ này quá đuối đi không nổi đó, mình vừa đi cái đồi rậm nè mọi người, đuổi cái đồi rậm này nè. Điểm thứ hai xe mình để dưới chòi người ta đó mọi người, ở dưới đó mình đi đó cái đạo đời rậm này đi muốn chết luôn, rồi nó bỏ hoang mọi người, còn ma dương không đuổi muốn chết luôn, đi không nổi. Cho mình
tính đi một vòng này mọi người, rồi xuống xe, xe mình nằm dưới đuôi của mọi người. À, giờ mình đi tàn tàn đi, có thì mình có nữa mình quay tiếp cho mọi người xem nha.